là chúc Xuân Vĩnh Hằng từ bạn Như ở bên bạn Nhân trước. À, năm mới xin chúc chị năm nhiều thành công, may mắn, càng ngày càng trẻ đẹp, thăng chức thì nhanh. Được. Rồi con Sư thì sao? Món quà ở trước mặt bạn có muốn nhận không nào? Thôi vậy móc trước nha. Không được. Năm mới chúc chị Giang có nhiều sức khỏe nè, luôn thành công trong cuộc sống nè, luôn tươi nè, luôn vui nè, luôn trẻ nè, luôn luôn vậy hả, cái gì cũng luôn hết hả, mà luôn luôn bao em đi ăn nữa nè. Có rồi, đưa tay rồi hết rồi. Thôi cảm ơn hai đứa, rồi chuẩn bị bóc quà đi. Lady first. Lady first kìa. Trời, sử nữ. Con sư tử đâu nè? Chết cha, cái này sư tử hả? Sư tử của anh, sư tử cái này hả chị? Không, cái này đâu phải là sư tử đâu. Sư tử là cái nào? Không có sư tử. Vậy móc luôn cho rồi. Rồi, xong rồi phải không? Cái này của em luôn phải không? Không, xong rồi phải không? Đúng rồi. Rồi. Móc tem đi. Móc tem nha, tùy và vận may của hai đứa. Rồi. Trò. Khoan khoan đừng nhiêu. Nhiêu. Đỏ rồi, đỏ. Rồi, có đứa đỏ rồi. Chúc hai đứa một mùa mùa xuân Vĩnh Hằng nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, học hành thuận lợi, công việc và thành công, có nhiều tiền, có tình yêu, năm sau đám cưới mời chị nha.